Hello, xin chào mọi người. Welcome back to Is Brian's World. Ngày hôm nay lại là một ngày tuyệt vời ở bên Canada, Vancouver. Brian đang đứng ngay cái chỗ balcony của Brian nữa. Công nhận ngó ra cái phố này thiệt là lãng mạn đó mọi người. Nè, building rồi nhìn thấy ở đây là mới mẻ. Thì Brian đang ở ngay gần ấy gọi là Metro Town đó. Metro Town thì nó có shopping đồ đầy đủ đây luôn, các loại như là đồ đạc gì mình muốn đều có đây, thì shopping rồi đầy đủ. Thì ngày hôm nay là một ngày Brian sẽ đi cũng vui chơi gia đình nữa. Thì mình chắc đi khám phá tiệm sắm ở bên Vancouver như thế nào. Tại vì Brian nghe là ở bên đây tiệm sắm là rất là ngon. Thì Brian sẽ đi khám phá chắc tiệm sắm. Rồi sau đó mình sẽ đi chắc đi coi cá hay là đi aquarium với lại gia đình nữa, thì mình sẽ dẫn mọi người đi theo chung vui lại mình để cho mọi người khám phá Vancouver với lại Brian. Thì trước khi mình đi, mọi người please nhấn cái nút mà like, subscribe and comment and share, ok mọi người, tại vì cái đó sẽ giúp đỡ Brian có năng lực để làm tiếp tục cho mọi người tiếp tục đi nha. Ok, see you guys in 2 seconds, let's go get ready. Let's go. Úi dồi, bây giờ mình vô đây coi. Úi dồi, trời ơi, hôm qua nó naked. Naked. Rồi mọi người nhìn thấy không? Nè đó, ba đứa con sẽ đi giống như vậy. Đồ đạc ngoan tứa tưa. Phòng nè, đó, thấy không? Nè. Không nhận. Mà hên nó có nhà bếp ngay đây, nấu ra cho mấy đứa này được. Ok mọi người, mình đã tới chỗ tiệm sắm ngay đây, ngay chỗ Richmond Port gì nè. Đó, ngay phía sau Brian đó. Đó, đi với lại gia đình, bây giờ quay lại cho mọi người xem nha. Mình lấy hết nguyên cái parking lot này luôn nè. Đó, dữ dội chưa? Ok. Thôi mình đi vô. Đó, cái tiệm ngay đó đó mọi người. Ok, let's go in. Dạ mọi người, mình đã tới nhà hàng gọi là Blossom Seafood, tiệm sắm bên cái này là Richmond Road hả, bên Vancouver. Thì mình đã order hàng loạt tiệm sắm để ra, xong rồi mình sẽ quay cho mọi người xem coi tiệm sắm nó như thế nào, để coi mình so sánh ha. Chờ chút xíu nữa, let's go. Dạ mọi người, cái này là dí mìn đồ biển hay là gì á, Brian không biết, Brian order tứa tưa nha. Đó, cho mấy đứa nhỏ ăn. Giờ bên đây là tô cháo nè. Đó. Cháo nè mọi người. Cháo này là cháo heo với lại trứng vịt bắc thảo nữa. Dạ. Ngon đó. Giờ mọi người tiêu nè. Xong rồi mình cho cái này vô nữa. Đó. They only have sausage. Đó, Brian để này thêm. Giờ mình thử nha. Cháo ngon nha. Đó. Đó. Mời mọi người. Cháo ngon. Ngon. Maybe it's this one. I don't know if it's the right one. Chúng ta thèm đồ Việt Nam, đồ tàu, đồ Á Đông, ngon.
nóng mà đã. Đã. Đó, bên đây là đĩa bánh cuốn nè mọi người. Bánh cuốn này bánh cuốn bò nha. Đó, bánh cuốn bò. Ồ, nó bự quá trời luôn nè. Mà một cái bên đây họ không để xì dầu liền, họ để viên nè. Đó. Giờ bên đây họ không để xì dầu mà để trên cái đĩa luôn mà họ để riêng biệt thì cũng được, mình đổ vô. Ok đây, hai đây và mình thử cắn nữa. Wow, cái này ngon, ngon. Ok, cảm giác chắc cái ngon hơn New York chút xíu rồi đó. Mình đã coi tiếp tục đồ ăn ra. Rồi bên đây là xíu mại mọi người. Xíu mại à, chưa một bự ơi bự luôn mà đẩy lên cái nhiều kìa, em đốt nhiều kìa. Đồ biển không anh? Tươi xíu mại bự mà đã ngon. Rồi mọi người, cái này là há cảo nha. Há cảo, nó gọi là há cảo là tôm á, bên trong tôm. Con gà gầu biển đó, cảm giác nó tươi lắm. Ngon, nhầm. Ngon. Nhấm rất ngon rồi. Giờ bây giờ là thêm nữa mọi người, thêm mấy món này nè, nó cà tím nè, thêm nữa, quá trời luôn chân gà. Còn hai người bên đây là cousin của Brian, ngày mai sẽ đám cưới nè. Rồi, giờ mời mọi người ăn ăn chân gà nè. Ồ, nó bự dã man luôn á, giống như cái mặt Brian luôn nè. Ngon á, ngon á. Bạn phải nói tiệm sống này được. Giờ mọi người, cái này là tôm với lại cà tím. Cắn miếng nè. Ngọt. Cà tím mềm. Tôm ngon. Rồi, mình sẽ tiếp tục ăn nha mọi người. Mình tí nữa, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ aquarium. Mình cho mọi người mà cái nhà hàng này Brian phải nói ngon, ngon. Đồ ăn nhìn thấy cũng tươi á. Họ làm cái gì cũng tươi, giống như mình order thôi, mang ra cái gì cũng tươi. Tâm tốt. Rồi, biết bao nhiêu đồ ăn rồi mọi người thấy không? Chưa ăn hết nổi luôn á, rồi quá trời luôn nè ha. Nhiều ơi là nhiều luôn. Ok mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi tới chỗ aquarium ở bên bên khu vực mà downtown, kiểu gần downtown của Vancouver, BC. Thì mình sẽ đi qua bên đó bây giờ. Let's go. Mà một cái Brian chia sẻ thì mới ăn xong tiệm sắm. Chỗ này ngon, cực kỳ ngon. Mà chỉ có service không biết sao họ giống như là họ đông quá, họ giống như cuối cùng thôi. Muốn là đổi mình đi. Mà đồ ăn ngon, ngon. Công nhận tiệm sắm bên Vancouver ăn nó tuyệt vời. Cái vậy thôi. Let's go bây giờ. Dạ mọi người ơi, mình đã tới đây rồi. Cái chỗ aquarium này cũng đẹp quá ha. Nó trông giống như là một cái park, kiểu là một cái park ở trong forest ấy mọi người. Đẹp lắm. Ok, mình sẽ quay cái đây cho mọi người xem. Let's go.
mọi người, welcome to the aquarium nè. Wow, cái chỗ này đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Ok, trên cái tường này họ làm mấy cái này cũng đẹp quá nè. Wow, so nice. Bây giờ mình vô coi cá nha. Ok, let's go. Đó, trời ơi, mọi người thấy không? Đẹp chưa? Cái chỗ này quá trời đẹp luôn. Rồi, phải nói, quá trời cực kỳ đẹp. Ok, bây giờ đi hướng nào không biết luôn á, hơi lạc lõng rồi. Oh, ok, Olivia go. Đẹp quá. Ok. Good. Goodness. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. So brave and so stupid. Just like. Đó, mọi người thấy cá chưa? Này lớn à. Lớn là lớn rồi. Đó rồi, cá này ai ăn kho lên là ngon lắm đó mọi người. Cá kho tộ nhé. Đó, mọi người thấy con cá chưa? Nó bự chưa nè. Bự quá trời bự luôn. Ồ, mọi người, mình tìm được cái chỗ này là mấy con sứa nè. Ai mà khoái làm gỏi sứa tôm thịt, chắc là vô đây rớt mấy cái là làm nha. Gỏi sứa tôm thịt đó. Giờ lúc nãy thì mình mới ra khỏi cái chỗ mà tropical, bây giờ mình đi qua cái chỗ nào mình không biết nữa. Ở trong đây cũng lớn lắm mọi người. Thì một cái vé là tiền Canada là cỡ khoảng người lớn là 47 đồng người một cái vé. Thấy thế. Oh, you're there, right there. You see the big one? Oh, là cá mập nè, cá mập nè. I don't know. Yeah. I always wanted to see you. Giờ mọi người ở dưới đây là kiểu là mình nhìn thấy mấy con sea lion ngay dưới đây nè. Wow, cái hồ này bự chưa? Cực kỳ bự. Tới nữa nè kìa. Tới nó bay, nó chạy vòng, nó bự dễ sợ luôn. Ừ. Đâu đó cái gì ta? Con sea lion. Hải cẩu hả? Ừ. Con nè. Ồ. Hải cẩu phải cá ông không? Phải không? Nè, cái chỗ này là chỗ để cho tí nữa cỡ khoảng chắc 2:30 nó sẽ train đó mọi người. Thì mình sẽ quay cho mọi người. Yeah, nó sẽ training bây giờ. Để mình nói chuyện lại mấy con sea lion bạn bè của Brian nha. Mình sẽ nói nha. Nó nói là mọi người xin subscribe vô It's Brian's World nha. Nó sẽ nói là đó, bạn của Brian mới lên đó. Đó, con cái này đó mọi người. Đó. Còn nó bự chưa? Wow, mọi người bây giờ là cái này là mình sẽ coi họ biểu diễn kiểu mà cái con sea lion hay là mấy con gì á, họ sẽ biểu diễn ở đây. Quá trời đồ luôn ha. Hôm nay trời cũng đẹp. Mọi người thấy con này chưa? Nó bự chưa nè. Ok. Ok. Mọi người ơi, mình mới xong cái aquarium. Brian chia sẻ về cái aquarium này thì nó cũng được thôi mọi người. Nếu mà so sánh lại bên New York có cái aquarium bự hơn nữa. Và Brian cũng nghĩ là quá là đẹp mà aquarium cũng ok. Mà phong cảnh ngay ở chỗ này á, đẹp ơi là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tìm gì ăn nha. Let's go. Mệt quá.
Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đang đứng ngay chỗ mà khu vực Chinatown. Mình sẽ đi ăn cái nhà hàng gọi là Pan gì á, quên mất cái tên, mà tí nữa mình quay cho mọi người xem nha. Cái nhà hàng đó là giống như là nửa lai Việt Nam mà nửa gia lai mà kiểu là Philippines. Thì vợ mình nói là cái nhà hàng đó ngon lắm. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi nhé. Mà một cái thú vị mà mình nói là cái chỗ đậu xe nè, mình phải trả cái meter, nó không khác lại người ta lắm. Mình phải bấm license plate vô, xong rồi mình mua cái meter đó. Mình không cần phải để cái này. Thường thường bên New York á, mình chỉ để quarter hay mình trả tiền xong mình đi thôi, không cần phải để license plate hay là gì. Mà bên đây á, mình bấm license plate mình khỏi cần phải để lên cái tab nữa. Thì cũng một cái cũng hay. New York should pick that up. Ok, mình sẽ vô nhà hàng rồi mọi người. Rồi mọi người, cái nhà hàng ở đây tên là Nam Thang hả? Hay là Nam Thang gì đó. Ok. Wow mọi người, ở trong đây Brian coi á, cái menu á thì họ có nhiều giống như là hủ tiếu Nam Vang nè, mì Nam Vang nè, cũng nhiều đĩa lắm, trời quá trời luôn, cả đống luôn mọi người ha. Quá trời món ăn luôn, cơm là cơm sườn, cơm gà nướng, cơm vịt. Thì cái này cho Brian nhìn thấy cũng là kiểu là cũng là nhiều Việt Nam, so sánh nhiều Việt Nam. Là cũng có mấy món mà của Philippines ở trong đây nữa. Dạ, yeah. Campuchia chứ hả? Campuchia. Ok, mình sẽ order xong rồi mình sẽ cho mọi người xem. Rồi, đây là mì Nam Vang mà họ để như vậy đó, ngon chưa? Còn cái này là papaya salad, là giống như là gọi là cái gì? Gỏi đu đủ. Hả? Giờ cái ly này là ly sinh tố sầu riêng. Brian biết có người ở Việt Nam á là khoái sầu riêng lắm, tên là anh Huy Cận. Trời ơi, mùi sầu riêng là anh Huy. Ngon. Mời đại gia đình nè, một cái tô hủ tiếu Nam Vang, xong đi theo kèm thêm cái này là súp nè. Dạ. Đó mọi người, cái này hủ tiếu Nam Vang thì họ cũng cho đầy đủ luôn nè, tôm nè, thịt nè, các loại đó, mix up. Còn bên đây là cái canh nè, bên cạnh. Mời đại gia đình mình thử nha, còn cái Nam Vang nó như thế nào. Trước tiên á thì mình thấy cái mì hơi roi nè. Còn cái miền, cái sốt này á, nó khác, nó không phải giống như cái sốt Việt Nam, nó không có ngọt mấy. Nó không có ngọt. Giống như bình thường, còn cái này hủ tiếu nè. Cũng lạc lắm. Cái này cần thêm nước chấm hay là gì à? Thiếu chấm như kiểu Việt Nam á, đổ vô. Tại vì cái mùi nó lạc. Nó lạc. Đây coi thử cái súp nha. Súp thì đúng rồi, giống như xương heo. Dạ, ngọt cũng ngon. Mà nếu Brian thì đối với Brian hơi lạc. Rồi nhờ để cho trộn lên nữa mà Brian trộn lên rồi nè, tương đó nè.
nè, cái tường đen ơi là đen luôn mà vẫn không có cái, nó không có mặn mà nó lạc lạc á, kiểu nó lạc lạc. Mà nghĩ cái này không phải là Việt Nam hơn mà cái này giống như là Campuchia nhiều hơn hay là Lào đó, kiểu vậy. Rồi Quang sẽ thử cái papaya khoai nè. Cái này đậm đà hơn mọi người. Ngon hơn. Còn ba nói cái này á, dở quá. Sorry. Mà cái papaya ngon hơn. Mà cái này ngon. Dạ ha. Mắm súp thì ok. Dạ. Giúp rồi, giúp em, cũng được. Ok, vậy thôi. Xong rồi để coi mình có đi ăn gì thêm nữa, mình Brian sẽ chia sẻ. Giờ cái này là cánh gà rồi mọi người. Đó, cánh gà chiên. Order thêm, để coi coi. Giòn. Có muối. Depending on certain area, I think they sprinkle the salt on. Đúng rồi. Cái này, cái này giống như là toàn nhớ là giống như ếch chim bơ. À đúng rồi. Ờ kiểu ếch chim bơ mà không phải ếch chim, không phải ếch mà gà chiên. Đúng rồi. Đúng không? Ok mọi người, mình đã ăn xong xuôi nhà hàng này rồi. Ok, một cái Brian phải nói. Ok, maybe cái hủ tiếu nàng vàng nó không có ngon mấy. Mà Brian có nhìn thấy mấy bạn khác họ làm như cái gà chiên hay mấy cái đồ chiên với lại mấy đồ chắc ăn gia đình maybe ngon hơn chút xíu. Mà đồ ăn như là Brian nói hủ tiếu nàng vàng với lại mấy cái kia thì ok thôi à. Thì Brian phải nói nhà hàng này chắc no recommendation của Brian. Ok. Thì chắc cái này là nguyên ngày rồi mọi người, cũng hơi mệt. Thì chắc Brian sẽ end cái video ngay đây. Như thế thì ngày mai Brian sẽ đi đám cưới của em của Brian đó. Brian maybe quay cái đó. Thì mà mình sẽ khám phá Vancouver tiếp tục nữa, coi món nào ngon, tại phải tìm mấy món nào đặc biệt bên đây mới được đó. Ok, like and subscribe nha mọi người. See you next time. Peace. Nói vợ mình coi cái quán đó làm sao. Không đáng tiền, không đáng calorie. Ok. Okay. See you. Okay. You send it yet? Bye bye.